Ồ, cuối tuần làm món gì ạ? Heo, À, thịt lợn nha. Trời ơi, lợn tính làm gì vậy? Tính làm gì vậy? Ăn nhậu? đây thì luộc chứ làm gì, luộc cuốn bánh tráng À, luộc cuốn bánh tráng hả? nè. Giờ đang cho miếng gia vị ớt cho nó thấm cho ngon nè, cái Ừ. mình đổ nước cho mình luộc xíu xíu muối thôi. Ê, từ từ, từ từ. Gì? Thịt heo sao mà mua chúng cái thịt heo gì mà cái dai À, đây nó nè, dày dữ vậy? để nói nghe. Ừ. Anh nhìn cái da đây coi, mấy phần à, hai phần á, hơn á, Chúng con heo đẻ rồi ông Thành heo ơi, nái, heo đẻ. heo đẻ, heo nái Ừ. này chứ cũng cỡ 5 số lứa, 10 lứa rồi người ta mới bán nè. Ồ, này chắc ăn chắc rồi, chắc Nãy cắt rồi. ra muốn dầu đùng đứt luôn, nó dễ Ôi, nhắc chắc nè. chắc chắc rồi, rớt răng quá. Bây giờ này nếu mà luộc á phải cho lâu mới mềm ra được, chứ bánh tráng ăn đúng không? Ăn mà còn tốn ra nó thôi, dẹp trong bên nghỉ ăn Nó luôn phải đi. luộc cho lâu Đây nè. giờ giờ cứ dẹp trong bên đây, dẹp bếp ra bên đây, anh chỉ cho cần làm này. Một Làm cách gì? luộc Ham cho miếng vô cho nó thấm đi không chung cháy. luộc lẹ lắm, luộc cho Dạ. nhanh nhanh Này miệng mua đó. mỡ bỏ miếng muối rồi nha. Ừ, Để nha. một cách để mình làm thịt heo mình á, lỡ mua chúng heo con, heo nái, heo già là mình luộc trong vòng khoảng nước sôi lên trong vòng 5 phút là nó mềm rồi. Vậy hả? Ừ, cưng ra Nè, mà. da thịt heo nó thấy kêu. Gì nè đây nè. Cái gì cu vậy? Rồi bây giờ Rồi cưng, sao nữa? giờ cưng bỏ qua bên đi. Rồi, bỏ qua bên, dẹp cái này qua bên đi. Đây, bây giờ cưng nhà mình la vua lấy cho mình miếng gừng với miếng hành lá, xem đây. Dừng lái cho vô đây hả? Ừ, Được luôn ha. được. Đây, hôm nay Cảnh cũng chia sẻ luôn cho cô chú bác anh chị mình một cái cách để mình làm khi mình mua thịt heo mà về lỡ mà có bị heo trúng, heo nái, heo già, heo đẻ gì đó thì có thể mình áp dụng theo cách này để mình chế biến những món ăn, không phải riêng làm món luộc, mình xào nấu cái gì đó, chiên gì đó để cho thịt heo mình mềm thì hãy áp dụng ngay cái cách này cực kỳ đơn giản và nó hiệu quả, rất là hiệu quả luôn. Gừng. Ừ. Bây giờ gừng từng cắt ra, lát mỏng mỏng ra đây. Này hành để đây đi. Ừ. Từng hành để vô, cắt mỏng mỏng ra. Cắt mỏng là luộc chung bỏ vô hả? Không, giả nhuyễn ra trong. À, giả rồi. Ừ, lấy nước, lấy phần nước. Lấy cái nước. Ừ. À, cái gừng này nó bán mùi ngon lắm Vừa nha. lắm. Cái rừng này biết gì không? Rang từ từ, chừa anh lại khoảng chừng 3 lát. Để chút nữa mình luộc mình để vô. Đó, cương giải cho anh đi. Tại gừng này nè là một cái chất để mình làm mềm thịt. Thịt heo, thịt bò gì hành mà bất lá cứ. là chút bỏ vô sau hả? Không, lấy hành giả để vô là giả luôn chanh. Để giả vô hai lượt luôn, cắt ra, khúc ra dài ngắn gì cũng được, miễn sao mình giả cho nó lấy nước á. Ừ, để nhuyễn mình lấy nước á. Trình đó đi, dùng này luộc cho nó thơm. Hành để vô chúng nó luộc thơm thơm luôn. Rồi. Rồi con giả ra. Giả nhuyễn ra. À, đâm nhuyễn lấy nước. Ừ, lấy nước. Cho nó ra nước á. Chút nữa mình cho vô đó mình ướp luôn. Thường thường mình đâm cái này, mình ướp vô đây. Tầm khoảng 35 đến 40 phút để cho nó phần gừng của mình nó sẽ thấm vô cho trong cái phần thịt mình. Rồi sau đó mình hả đem đi luộc nha, không được rửa nha, mình để vậy mình luộc thịt của mình nó mềm lắm. Cả bữa thịt heo, thịt bò, bất cứ thịt gì mà có một cái độ dai thì cô chú bác anh chị mình có thể áp dụng theo một cái cách này để mình luộc thịt mình cho nó nhanh mềm, đỡ tốn ga nữa nha. Em mình luộc cái này chút ra thịt nó thơm lắm đó nè. Thơm lắm, nó bán những mùi tanh luôn mà. Ừ. Không có ta hôi đâu. Tại gừng là một cái chất để mình thử mùi rồi cũng cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi sau khi mình giả nhuyễn như thế này, cho miếng nước vô, cho miếng nước vô để cho nó có một cái vị nước, nước vô rồi cho vô đó, thấy đều ra. Này mình đâu có bỏ xác mà lấy nước thôi, không bỏ đâu có bỏ xác vô đây ha, cần lấy cái này, cần dắt nước vô thôi. Đấy, dắt lấy cái gai. Rồi cần dắt cái phần nước vô, vô phần thịt heo. Đó, có phần nước như vậy nó để cho nó rút vô. Nó cho thấm quá. Ừ. Này mình ướp 35 đến 40 phút mình là thịt ra mình nó mềm, luộc lên nó mềm lắm. Và mình chế biến món ăn gì. Đấy, có nêm gì thêm không? Không. Cứ làm món luộc mà là nêm gì? Đấy bỏ có miếng muối có sao không? Ít mà. Không sao đâu. Cho nó đậm đà những miếng thịt mình lên ha. Chút nữa cứ ngơi cho vô phần nước rồi cần hơi nêm. Ừ. Chứ giờ chưa nêm được. Đó. Rồi, để đây trộn đều lên đi. Tầm 40 30 phút 35 phút sau mình sẽ đưa vô. Đó, để cho nó luộc chung thơm luôn. Ừ. Cái này mình có để lấy cái nắp ra mình đậy lại mình cho vô cái tủ mát á, nó rút lẹ hơn. Rồi để đây chút nữa mình sẽ quay lại mình luộc nha. Rồi sau thời gian mình cũng được 35 phút rồi. Nãy giờ hơn nửa tiếng anh. Rồi cho vô cho nước vô đi. Đây. Ok. Rồi cái phần gừng hồi nãy mình còn chưa lại nè, mình cho vô luôn. Rồi giờ đổ phần gừng vô.
đó. Rồi. Giờ tôi cho thêm một miếng đường, một bọt gì đó để cho nó muối rồi. Ừ, cho nó vô ngoài. Dịu lại ha. Cho dịu lại. Ngọt. Thiếu đường thôi, thiếu đường thôi. Rồi. Ok. Dịu lên, xoay cái một chút nữa để thử ha. Ừ, chắc cũng là từng cái cho miếng từng thử biết liền à. Nó mềm lắm. Rồi, thịt mình đã chín rồi đó. Bây giờ tôi vô lấy cho một thau nước đá đi để vô cho nó giữ độ trắng. À, bỏ đá vô. Ừ, thịt mình thơm ghê á. Đúng rồi, phải có cái rừng nó bán ra bao buồn này, anh nhìn da anh dày nè. Trời. Có được dày. Chúng cho chúng con hai mẹ rồi. Đá vô. Rồi lấy ra rồi lấy ra nó cục đá. Nè, bỏ thau sẵn gì được. Ừ, đúng rồi, cho vô nước nè, nè, cắt ra, cắt cho nó giữ độ trắng. Độ trắng. Ừ. Mình nhớ luộc thịt lúc nào mình cũng phải để cho nước vô nước đá nha, để cho nó giữ được trắng này thôi, nó đen. Đúng rồi. Rồi cho nhũ nhúng đá đi cho nó đủ độ lạnh cho cái là cái sắt nè, mình thấy không, đưa vô cái là bắt đầu nó trắng trắng lên liền, thấy không, cái nước đá nó làm trắng cho thịt nữa. Đâu để em chưa để cho nó về giữ độ trắng miếng đi cho nó sắt. Thử ăn thử miếng rồi. Ừ. Rồi nó mềm ngon đó. Ngọt không, thẻ một miếng thử đi. Ừ. Mà thơm ghê, trắng liền, thấy không, mềm không, nó sọt ủa vô hơi sọt lủng luôn. Ừ. Mẹ không mở thì nái nữa. Đây ta dứt cái cục to to vô cho nó mới rồi nè, cho nó sướng mồm trò, thấy không, quá im rút màu chín nữa. Ừ. cái này giờ chấm mắm tơ, mắm gâm. Ừ. Mắm chua rồi ngon cảm giác không cái đường, nó mềm được rồi, được. Quá im mềm rồi. Mà nó dạng nó thơm nữa thì sao, hành gừng nữa. Mình làm á, thịt heo mình là lúc nào mình về á mà lỡ. Ừ. Mà cho dù mình có biết con heo đó già hay không. Ừ. Mình cứ ướp một miếng rừng vô đây. Lạnh là đi. Mình đá không cần để luôn đúng rồi. Ừ, chừng nào ăn cái mình sắc ra cưng. Ừ. Đừng lấy ra đó, còn gì chứ sao, nó mềm và nó thơm nữa, nó bán đi cái gì mùi tanh hôi nữa. Ừ. Một không cách, nghe mùi gì luôn thì về một cái cách mình làm nó đơn giản vậy nè, mà mình ăn nó ngon và nó không bị cứng như mà. Ừ. Răng mà yếu vậy mình ăn cũng khó nhai đó, thì mình làm cách này ăn ngon cực kỳ luôn. Đây miếng thịt mình nè, cả nhà mình xem, mình đưa vô đây nó mềm lắm cả nhà. Dạ vậy nè, heo nái đây nè, heo nái bây giờ mình lấy cái tay mình khử cái da không rồi, nó chóc rồi nè, nó không có da nha, đây đó, cái da nó cũng mềm cỡ đó luôn cả nhà. Một cái cách để mình luộc mà thịt heo mình á, hoặc mình chế biến những món ăn nào đó xào hay cho mình nấu kho cái này mà này kho hột vịt ha, là chiên ha, nấu mềm. Gì thì vẫn được, nó mềm lắm, vẫn mềm vẫn ngon quá. Ừ, nó mềm lắm chứ đâu phải là nhất thiết mềm không luôn. Nhất thiết là mình là làm món gì bất cứ mình về mình sợ mà heo mình có lỡ mà nó mới bị dai, mình áp dụng theo cách này cả luôn thịt bò cũng vẫn được nha, chứ không phải riêng thịt heo không đâu nha. Ngâm với cái đầm cái gừng với cái hành, lấy cái nước ra mình ướp cho nó thấm. Đúng. Vô mà mình phải nga ướp đó, mình ngâm cho trong vòng 35 đến 40 phút nha, thịt mình cho thấm vô á nha, tại mình để như vậy nè còn nguyên cục nó chưa có thấm nhiều, nếu mà mình chế biến những món ăn gì đó mình sắc nhỏ nhỏ ra và mình ướp bảo đảm nó mềm. Ồ, cực kỳ nhanh nha, thấm lắm này, mình nếu mình sắc ra tầm khoảng chừng 10 phút 15 phút là nó mềm, nó thấm vô, nó mềm rồi. Thì những cái cách mà để chia sẻ cho cô chú bác anh chị mình để khi mình chế biến những món thịt heo hay thịt bò gì đó để cho nhanh mềm cực kỳ đơn giản, thì hãy áp dụng ngay cách này. Thì nếu mà cô chú bác anh chị mình có xem kênh Cảnh có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh, cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha, nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp Cảnh nha. Thôi, Cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha, hẹn gặp lại video sau nha.